Vậy hình như khi mấy Can you hear me? Yes. How are you today? I'm right. Okay, good job. And now this one. I say wish you your homework. I see your homework complete. But how about the second part? Con có nhìn thấy cái phần số 2 không? Can you see the slide No. I shared with you? Nhìn thấy màn hình cô share với con không vậy? Yes. Maybe I say it again. This one. Okay, this one is easy. And with this here, you have some words here. And maybe you just fill in the blanks with these words. Con chỉ cần ở cái bài này nè, con chỉ cần sử dụng những cái từ này và con điền xuống bên dưới thôi ha. Nào, how about in your homework I see you just say this in nào, con sẽ thấy ở đây nè, find the answer in the box nè, but however in your homework I just see here in your work here. I just see you here, can you see this? Con nhìn thấy màn hình không? Con nhìn thấy màn hình và với bài của con đó. Can you Yeah. see it? Here. You just say roller skate or chalk. Oh, why? Oh, here. There is one mistake here. Maybe I please wait for a while. I say it again. Easy for you to follow it. Here, this one. I say again. Okay. Here, this is your homework. You just find now here. Find the answers in the box. Con chỉ cần dùng những cái từ này này để con tìm ra câu trả lời thôi. Ví dụ như ở number one con có walk thì how about number two? Number two you have? What you have for number two? Roller skate. Now, you have roller skated. Con sẽ tìm cái câu trả lời ở trong cái ô này nè với. Okay, do you understand? Yes. How about number three? Number three you have? What you have for number three? Câu số 3 con sẽ có cái gì nè? Easy to see. Now, number three con sẽ có từ nào nè? Con sẽ có là chompy. Okay. Yes. How about number four? Number four you have? Number four. Oh. Hoppy. Hoppy. Okay. And how about number five? Run. Run, running, not run. Con sẽ làm từ running chứ, con lấy từ ở trong cái ô này để con điền vào mà. How about number six? Number six, number Yeah. six. Skipping. No, not skip. You have skipping. Con có từ skipping chứ. How about number seven? Dancing, Dancing. And number climbing, eight? Climbing. Climbing, sorry, climbing. Nó sẽ có từ leo trèo là climbing nhé. Okay. And this one. And you have another part about your homework I share with you now. Where is it? Here. The second part is here. That is about grammar. Now, can you see this? Can you do that? Now, complete the conversations. Use the words in brackets.
Write one or two words on the lines. Con sẽ hoàn thành cái bài đối thoại này và sử dụng những cái từ ở trong ngoặc, viết một hoặc hai từ vào những cái chỗ mà người ta đã gặp này. Okay. For example, look, is that your sister? What is she doing? How about number two? Can you do that? I make it bigger for easy for you to follow it. I don't Con không biết cái bài này hả? Con không biết làm phần này hả? know. Okay. Cái phần này là thi gì? Hôm bữa trước con học rồi nè. Thì hiện tại tiếp diễn đó, phải không? Yes. Thì bây giờ con sẽ làm sao? Yes, she. Con sẽ có từ stand. Thì mình sẽ làm gì ở chỗ này nè? Bây nào? Standing. She is just she thì mình sẽ để với is. Con sẽ có is standing. Okay. Oh no. I write it mà behind it is standing. How about number three? Number three con sẽ có gì nè? Number three and number four here. Number three, Am baby. no Not doubt sao gì? Con cộng vật in chứ. shouting. Yes, I'm not shouting for number three. I'm not shouting. How about number four? Vi, number four, con sẽ có gì nè? Oh. Number four, con sẽ có từ sing for number four này. Number four con sẽ có Swinging. yes, I'm singing. Con có từ sound, what does it mean? Từ sound này nghĩa là gì con? Don't know. Sound. Sound là la lên, la hét các con. La lên ha. Đó, xíu này. This way for a while. Để cô sẽ cái này đi từ mới chắc không. Con sẽ có từ sao là hết rồi. Con sẽ có là sao chị ok now next please how about number five Ron. Running. Rồi còn cái chỗ phía trước này thì con sẽ làm sao? Why? Con thấy câu hỏi nè. Câu hỏi thì mình sẽ làm sao? Con sẽ đảo am is a lên. Phía trước chủ ngữ thì con sẽ có why gì? Con sẽ thấy dance, Dan and Grace là mấy người? Hey. Hai người. Con sẽ thấy hai người thì mình sẽ dùng am hay is a này. Why? Yeah. Why are Why Dan and Race rồi nó có cái chỗ này là gì nè? running? Running. Right. Sorry. Running. How about number six? They. They are playing. Yes, they are playing. Number six, you have are playing. How about number seven? He is sleepy. He is. Number seven, con sẽ có gì đã? Number seven is listening. Is it right? Listen. What does it mean? Con có listen nghĩa là gì nè? Listen với. Yeah. Okay. How about number eight? You have number eight, please.
sleeping. He is sleeping. Okay. Sleeping. What does it mean? What does it mean? Con có sleep. Sleep, what does it mean? Nghĩa là gì vậy con? Sleep. Ngủ. Okay, that's right. Ngủ. Huh. That's all for your homework. And now we continue with our lesson. I share with you our lesson for today. Cô sẽ share với con bài hôm nay của mình nhé. Now we continue with unit number 2. Here. Let me open it. Now, can you see it? Here. And now we continue with this one. Cái bài này mình làm rồi hả? And now, guess about this is for guest and next. Okay. Now, con sẽ đọc cái bài này nè và con sẽ cho cô biết á, những cái câu này sẽ là đúng hay là sai ha. Okay. Con đọc lại cái bài này. Now let me know if you see any new words here. Con xem cái bài này và nếu có từ nào mới con nói với cô nhé. Now can you read this one by one, number one? Con đọc lại đi anh với. Crocodile eat fish, birds, animals, and sometimes they eat people too. They do not eat rest So, how about with this sentence? For number 5, do crocodiles eat birds? Thì mình sẽ trả lời câu này con sẽ có là yes hay no nè. Number 5. Yes. Yes, okay, because we can see here. Crocodiles eat crocodiles eat bird, huh? So this sentence we say yes. Yes is the correct answer. How about number two? Now you continue for number two, please. A crocodile. Con đọc tiếp câu số 2 đi nào con. A crocodile has a long body and mouth and a long tail. A crocodile has short legs, but be careful because they can swim and can run too. Okay. So, for question number 3, can crocodiles swim and walk? Yes or no, V? With this answer, you say, with this question, you say yes or no? Can crocodiles swim and walk? No. Ủa? Con sẽ thấy làm sao? Con sẽ thấy nè, be careful because they can swim and they can run too. Vậy thì nó có thể vừa chạy vừa đi bộ không? Nó có thể chạy nè. À, con xin lỗi, nó có thể vừa bơi vừa đi bộ được không con? Yes. Vậy thì mình ngay chỗ này mà con sẽ có là yes. Okay. The correct answer is yes for this question. How about next? Number three, please. Con đọc đó đi. Con nhớ cái dấu, cái âm đuôi cho cô này. Ví dụ như ở câu này con sẽ có a mother crocodile sits. À, chữ sits có s nè, sits on her eggs. À, con đừng có quên cái âm đuôi nè. Con thử đi bây nè. Let's A mother crocodile sits on her eggs try. for about 12 weeks.
Nó sẽ S có over cái gì chứ? À, trước nguyên âm này, trước nguyên âm thì chữ the mình sẽ đổi thành chữ gì chứ? Nhớ không? Ờ, Vi còn nhớ cái đó không? Nó sẽ trước S à. over the mother carries her baby crocodile into the river. So, do you know carry? Con có biết từ carry nghĩa gì không? Carry. Không. À, carry, con có từ carry nghĩa là mang á, mang theo á. Carry, con có từ carry. À, mẹ của nó thì à mẹ cá sấu mẹ thì sẽ ngồi lên ha. Vậy hay là ấp đó những cái quả trứng trong 12 tuần và sau đó cái quả trứng đó nó sẽ nở hay là mở ra nè con. À, rồi mẹ thì sẽ đưa những cái đứa cá sấu những con cá sấu con á vào ra ra sông. Nó có từ river là sông ha. Mang theo. Rồi con có từ river là sông, dòng sông. Nào. Let me know. How about this one? Is a baby crocodile inside its eggs for 20 weeks? Is that true or is that yes or no? Vậy thì câu này con sẽ có câu trả lời là đúng hay sai nè. Number 7. Yes. Cái này sao? Con sẽ thấy cái này nó cái trứng nó bao nhiêu tuần là nó nở? 12. 2 tuần mà bên này nó cái bao nhiêu? 20. Bên này 20 thì cái câu này của mình là đúng hay sai? Sai. Thì mình sẽ say no with this sentence. This question. We have no. Okay. How about next week? Number 4. You can fight. Yeah. Tao đọc tiếp đi. You can find crocodiles in many parts of the world. Some crocodiles only live in rivers, but some crocodiles can live in the sea too. Okay. So, for question number one, here, they not. Wait. Ở cái câu này con có cái cần gì cần chú ý, cần lưu ý nè. Here, some crocodile can live in. Này nó highlight here. You have some crocodile can live in the sea too. They can some live in the river, but some live in the sea. So how about the question number one? Do crocodiles only live in the river? Is yes or no, B? No. No, right. Huh? Because they can live in the sea too. No. À, rồi con cho cô hỏi là cái từ fine này, what does it mean? Từ fine này nghĩa gì con? Fine. Ai chẳng nào. Con sẽ có là tìm ra. Huh? Bạn cũng có thể tìm, bạn có thể tìm ra hay là thấy, tìm thấy. Con sẽ có từ fine, tìm thấy. In many parks. Con có từ park nghĩa là gì nào con? Park. Park. I don't Con có từ park là phần. Hay là bộ phận đó. Phần hay là bộ phận. know. Yeah. Ở đây con có thể tìm thấy cá sấu ở nhiều nơi ha. Hay là nhiều nơi hay là nhiều phần. Nhiều nơi đi, nhiều nơi ở trên thế giới. Vậy con sẽ có là cái chữ the world, à, con biết chữ chữ world này không? World là world này Thế là giới. ok, that's right. Number five, please, B. When crocodiles
When crocodiles, when can they can See. see their mouths are under the water, but their eyes are above the water. Nào, Crocodile eyes are on the top of its head. Okay, now let me know. Above. What does it mean? Con có từ above nghĩa là gì vậy con? Above. Bow, I don't know. À, con sẽ có là bên trên ha. Con sẽ có nó là này. Cái miệng á, miệng của chúng á thì nằm ở dưới nước nhưng mà mắt á thì ở phía trên mặt nước ha. Nào, con sẽ có the top of, on the top of it, its head. Con có chữ ở cái cụm on the top of nghĩa là gì nè? On the top of có nghĩa là phía trên cùng ha, Yes. phía trên cùng. Con sẽ có là cái gì đây nè, cái con mắt của nó thì ở trên cùng, ở phía trên cùng của cái đầu ha. So how about this question, do crocodiles open their eyes when they are swimming? Yes or no? No. Nè, nó có mở mắt không? Nó có mở mắt khi bơi không? Con sẽ có cái câu này nè. When crocodile swim, they can see. Khi mà nó đang bơi á, thì nó nhìn thấy được. Vậy thì nó có mở mắt không? Yes. Yes, you say yes for this question, for this answer. How about this one? Number six, please. Con đọc câu số 6 nào. Look Look, it fine. it's like a crocodile mouth and you can find a lot of teeth. They can have between 60 Team. and 90 teeth. And 80 80 people have about 30 teeth. Okay, so how about do crocodiles have lots of teeth? How about this question? You say yes or no for this? Nó có nhiều hay ít ạ? Nó có nhiều răng có đúng không? Yes. Yes, you say yes for this question. I think so. Đây nè, con sẽ có là nó có they have between 60 and 80 teeth. Huh? How about number 7? Number 7, please. Crocodiles are dangerous animal. Nào, con đọc đi nào Vinh. Crocodile are dangerous animals. You shall never go near them. Đông. Con có từ này đông ha. Con có chữ suit. Suit, what does it mean? Con có từ suit nghĩa là gì nè? I don't know. À, con có từ suit có nghĩa là nên. Ha. Bạn nên là đừng bao giờ lại gần nó. Con cá sấu là một con vật nguy hiểm. How about the last question, number 6. Is it safe to go swimming with a crocodile? Con có từ safe là an toàn đó. Yes. Ok, vậy thì mình có thấy an toàn khi mà bơi chung với một con cá sấu không? No. No. Yes, this one you say no. Ok, that's all for this part. Now let's see. We have or next now. Okay. No. Yes. 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 We have the same answer with the answer. Okay. Your answer is the same with mine. Đó, con có câu trả lời giống của cô rồi đó. Ok. Do you have any question about this part? Con có câu hỏi gì cho phần này không nè? Any No. question? Ok. Con hiểu hết phần này chưa? Yes. Ok, good. Còn có từ nào mới nữa không? No. Ok. Now, please sign out and we will get back with another part. Bây giờ mình thoát ra rồi vào lại học tiếp con ha. Yes. Ok, thank you.